Em xin kính chào quý bà con, cô, bác, anh chị đã đến với kênh Nhà Đất Đắk Song của em nhé. Lời đầu tiên thì em xin kính chúc toàn thể quý bà con, cô, bác, anh chị gần xa có một cái sức khỏe nhé. Đợt này thì tình hình dịch bệnh thì nó cũng khá là căng thẳng nha các bác ạ. Không biết ở các bác thì như thế nào, nhưng mà ở chỗ em thì ở đất Đắk Song, Đắk Nông thì hiện tại đến giờ phút này thì cũng hơi là căng một chút xíu nha các bác, hơi là căng. Cho nên là chúng ta trước tiên á thì chúng ta giữ gìn cái sức khỏe của mình để có thể cùng với nhà nước, cùng với nhân dân để chúng ta có một cái sức khỏe để chúng ta có thể chống chọi được với dịch bệnh nha các bác. Đó. Thì em thì thường ngày thì em đi quay đất. Nhưng mà bây giờ vì dịch bệnh thì cũng theo cái chỉ thị của nhà nước. Theo cái chỉ thị của nhà nước thì em cũng và gia đình em thì ở nhà đó, ở nhà để làm rẫy trồng rau và ở ở yên trong nhà đó các bạn. Chỉ có những cái gì cần thiết nhất như là đồ ăn đồ uống thì em mới đi ra ngoài thôi. Còn như khách đồ những khách hàng mà muốn hỏi tư vấn đó, những khách hàng muốn hỏi tư vấn về đất thì tụi em vẫn trả lời. Nhưng mà những bác nào mà ở gần mà muốn đi xem thì tụi em cũng hạn chế, không có dẫn đi được. Bởi vì là càng ngày càng phức tạp á. Cho nên mình ra mình tiếp xúc thì cũng không may thì bị thì về, nói chung là thật sự là cũng khổ. Trước nhất là khổ cho nhà nước, thứ hai nữa là vừa khổ cho con em của chúng ta. Con em chúng ta còn quá nhỏ, như chúng ta người lớn thì cái sức đề kháng của mình và cái mình đi á, thì nó cũng nhìn nó cũng đỡ hơn nha các bác. Như bây giờ em xem ở trên video á, nhiều em nhỏ có 2 tuổi, 2 tuổi với 3 tuổi, với 5, 6 tuổi gì đó, đó là phải mặc một cái đồ bảo hộ, rất nhìn rất chi là tội nghiệp luôn đó. Cho nên là gia đình em cũng rất chi là hạn chế đi. Cho nên là hôm nay á, em cũng muốn quay cái ngôi nhà của em để gửi lên trên cái video trong cái thời gian dịch này. Thì đó, để cho các bác cùng có thể tham khảo được cái gia đình của em sống hiện tại như thế nào. Và hiện tại thì em đang sống ở trong một căn nhà nhỏ như thế này nha các bác. Đó, một căn nhà nhỏ như thế này. Đó. Nhà em lên đây là được ở đất Đắk Song này là được 8 năm rồi nha các bác, 8 năm rồi. Đó, với một ngôi nhà như này. Trước nay thì vợ chồng em cũng là người làm nông dân. Hiện tại như bây giờ thì em vẫn làm nông dân bình thường. Đó, trừ những cái lúc mà đi quay đất và đăng video và dẫn các bác đi xem đất thì vợ chồng em vẫn là về làm rẫy bình thường như này nha các bác. Đó, vườn rẫy của em như này, tí nữa em sẽ ra ngoài để quay cho các bác cùng xem nhé, cùng xem cái rẫy của em vợ chồng em làm nhé, như nào trong cái mùa dịch này. Nói chung là bình thường á thì đi suốt ngày thì nhà cửa rồi nói chung là nó cũng bề bộn lắm á các bác ạ. Nói chung là thật sự là như vậy, bởi vì nhà em thì có 4 người, 2 vợ chồng em và 2 anh cu con trai. Đó, 2 anh cu con trai thì anh lớn em năm nay thì cũng đã vào lớp 11 rồi các bác ạ. Còn anh bé thì năm nay vào lớp 4. Đó, cho nên là cũng toàn con trai không. Cho nên là cũng phụ bố mẹ thì đi vắng, đi làm suốt ngày. Thì ở nhà anh lớn cũng phụ bố. Trời ơi thôi. Em làm gì vậy? Em ơi. Em chào các bác nè. Em phá gì vậy? Hiện tại thì em đang còn 10 cái video nữa. Đó. Em sẽ đăng lên để các bác cùng theo dõi nhé. Các bác cùng theo dõi, cùng tương tác ủng hộ em nhé. Để em có cái lượt xem để sau này hết dịch rồi có lượt tương tác để các bác còn thấy em nhé. Chứ giờ này thì dịch cái này thì em không có dám đi ra ngoài nữa, không có dám đi quay đất nữa. Một khung cảnh khá là bình yên nha các bác. Nơi em sống thì nó cũng khá là bình yên nha các bác.
Nói chung ở đây thì hiện tại như em đang sống thì như mỗi một ngôi nhà là như đất của em thì 1,5 hectare thì là một căn nhà. Còn như nhà bên cạnh hàng xóm thì 2 hectare cũng một căn nhà các bạn. Đó. Một căn nhà thì dân cư ở cũng khá là thưa. Nói chung là phòng chống dịch thì ở chỗ em đây thì bây giờ thì hiện tại bây giờ như như em thì nó khá là nói chung là như về sau này thì mình không có biết như thế nào, nhưng hiện tại như bây giờ thì mình khá là an toàn nha các bác. Như tụi em đây thì bây giờ là hiện tại là đang là khá là an toàn, nếu mà mình không đi ra khỏi ngoài, nếu mà mình chăn nuôi được, nếu mà mình chăn nuôi và trồng cấy được cây hoa màu và chăn nuôi và cấy rau củ quả được thì mình không phải đi chợ nhá. Đấy, hiện tại như bình thường mà em đi làm là em không có chăm được. Đó, có 10 ngày ở nhà thôi. Đó, có 10 ngày ở nhà thôi cho nên là cái cây cối của mình cũng chăm, cũng kể cả từ cây hoa này các bác. Nó cũng khá là đẹp. Bình thường thì em đi suốt ngày à. Đó, kể cả cái sân như này cỏ cũng quá là nhiều luôn đó các bác. Ngôi nhà của em khá là đơn sơ thôi các bác. Sao vậy? Sao cái mặt bị xị một đống này? Mưa rồi hả? Ngày xong rồi mẹ dẫn con đi. Thì mưa rồi, trời mưa trời lại tạnh chứ. Trời có mưa mãi đâu. Hiện tại thì giờ ngày trước thì em không có chăn nuôi cái gì hết á, nhưng mà hiện tại bây giờ dịch thì nhà em mà được có 6 con thỏ như này các bạn. Và được 10 con gà. Đó, được 10 con gà để chống dịch này các bác này. Đó. Và được một ít rau nha các bác, một vườn rau như này. Cái này thì mình cấy đủ ăn thôi. Một đợt xong này gần hết đợt thì mình lại cấy tiếp. Em gieo rau muống này. Nói chung là mình ăn cũng có một gia đình cho nên mình ăn cũng không có nhiều, cho nên mình chỉ vãi như này hết xong mình lại vãi. Chứ còn nếu mà vãi như ở trong này thì nhiều lắm luôn các bác ạ. Sau này hết dịch thì bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em nhé. Alo chị em xong lên là mình làm một cái ngôi cái vườn vườn rau ao cá tuyệt vời luôn đó các bác. Nhà em thì được được 1.500 trụ tiêu như này các bác. Ông xã nhà em thì anh cũng đi làm cùng nghề, hai vợ chồng cùng đi làm, nhưng mà nói về vườn thì anh khá là chăm. Anh khá là chăm. Những thời gian rảnh rỗi thì tụi em đều bỏ hết công sức vào trong cái vườn của mình như này các bạn. Thời gian nào đi làm, còn thời gian ở nhà thì làm như này. Em được ít sầu riêng như này nữa. Rồi mình cái sầu riêng này tụi em cấy sen nó cũng hơi cớm. Chứ đúng là như năm nay là nó ra trái cũng nhiều nhưng mà tụi em phải vặt đi á. Đi suốt rồi không có thời gian xịt thuốc sâu cho nên là cái lá non này á là bị cái con bọ nó cắn, cho nên là đợt này tụi em ở nhà mới xịt được cái nó ra lá non như này. Nói chung đất Tây Nguyên này thì nó cái hợp cho cái sầu riêng lắm luôn á. Rẫy nhà em đây là ở giữa, cái khúc kia là nó hơi dốc nha các bác, hơi dốc đấy. Nếu mà so với đất Tây Nguyên như ở đây thì nhiều mảnh tụi em đi thì nó cũng khá là bằng đẹp. Như cái rẫy nhà em thì làm nói chung là nó cũng hơi vất vả, hơi nhiều công sức một chút xíu, hơi nhiều công một chút xíu. Nhưng mình đổ cái đường bê tông này rồi mình đi xe máy đâu lên vận chuyển nó cũng bằng xe máy hết, thì nó khá là tiện. Chăm bón phân tiêu này là đã 2 đợt, một đợt phân này này, 3 đợt xịt thuốc rồi đó các bác, 3 đợt xịt thuốc. Với tụi em phải bỏ phân chuồng này,
bỏ phân chuồng xong bắt đầu là phải xịt xịt sư cô rạc ma để cho nó chống nấm nha các bác, chống nấm. Bình thường thì tụi em cũng tranh thủ thời gian làm, còn đợt này dịch thì nhiều hơn. Đó, cho nên tụi em ở nhà không, cho nên là không có gì làm hết, cho nên mình ra vườn mình vừa vận động này, vừa vận động cho sức khỏe mình nó đỡ. Đó, mình có sức khỏe, ăn uống điều độ và không đi ra ngoài tiếp xúc. Và ở nhà anh chỉ mong nhà nước mình với nhân dân mình làm sao mà cùng cố gắng để mà vượt qua cái đại dịch này để chúng ta cùng làm ăn tiếp. Chị em thấy trong cái thời gian này dân tình mình vất vả quá, lên mạng xem mà nhiều cảnh cứ muốn rơi nước mắt thôi, nhìn không chịu nổi các bạn, nhìn nhìn dân mình mà không chịu được luôn á. Trên kia thì mất khúc này hơi dốc, lên trên nhà em thì lại bằng, mất cái đoạn này dốc quá. Nhà em thì tiêu nó cứ đều như này. Đấy, bác nào mà lên đất Tây Nguyên mà muốn trồng cấy mà tư vấn thì ông xã nhà em anh khá là giỏi về việc 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 chăm bón như này nhá. Em thì đi làm và đi theo thôi. Trong vườn em thì cây ăn trái cũng khá là ổn nhá. Mình cứ xen canh vào đây á, mình xen canh vào vào đây tầm 5 3 năm nữa là mình có cái ăn này các bác. Đó, mình cứ xen vào cái đất thì đất trống nhiều á. Không gian thì khá là yên tĩnh nhá. Qua cái nhân dịp này mà bác nào mà muốn về Đắk Song thì Đắk Nông, Đắk Min, Tuy Đức, Quảng Trực thì cứ alo cho em nhé. Nhưng mà phải qua dịp dịch này các bạn. Chúng ta còn sức khỏe, còn làm được thì chúng ta sẽ đi. Chỉ có mong sao mà cái đợt dịch này nó qua được. Nhà em còn ở dưới này nữa nha các bác. Đấy, con xuống đi rồi mẹ xuống. Thì giờ mẹ xuống, đi xuống câu cá hả? Con câu bằng cần này hả? Đấy, con trai em này các bác này. Đó, năm nay sang năm là lớp 4 á. Đòi đi xuống ao câu cá thì dịch này ở nhà buồn nên là cứ đi đi bắn chim rồi đi câu cá thả diều á. Em xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác những dịp gần nhất. Chúc tất cả các bác, các quý bà con, cô bác, anh chị gần xa có một cái sức khỏe để mình có thể chống chọi được với dịch nhé. Em xin chào các bác ạ.